không, khả năng cắt của hai cây này ngang nhau. Mặc dù cái này nhỏ hơn nhưng mà cái cây này là một cây kìm cắt chuyên dụng nên khả năng cắt của nó tốt. Còn cây này là một cây kìm điện, nó khác. Nó không phải là nó chuyên, đó là nó cắt chỉ đến nó cắt cũng ngang cái cây 175 là thôi. Về mặt nguyên tắc cái cây lớn cắt lớn hơn. Nhưng mà rõ ràng em thấy cây 175 cắt bằng cây 200 cho một cái dòng kìm điện và dòng kìm cắt ha. Anh em so sánh như vậy. Rồi, nếu mà kìm cắt thì cắt dây này còn sướng dữ nữa, tại vì anh em biết là mình để ngược ha. Ok, anh em cắt cho nó đúng bên ha. Đó, cắt mà nó kêu bạc bạc như vậy đó là nó rất là sướng luôn. Và anh em dùng cái kìm này để anh em tuốt dây rất là đã ha, dây đơn á. Dây đôi này là anh em phải sử dụng thêm một cái dao để anh em tuốt ra, hoặc là anh em phải sử dụng cái kìm thứ ba. Dòng này là mã là AKN-175G, cái chữ G là cái ký hiệu cho những dòng sản phẩm mới này sản xuất tại Việt Nam, giá rẻ hơn rất là nhiều nha anh em nhé. Đó, anh em nhìn cái kìm cận cảnh nè, phía trong ha, lưỡi mài hai bên đó, ok không? Rồi, cánh tay đòn thì em thấy nó vẫn đang dời phía trước nè, đó, nên nó sẽ tiết kiệm 30% so với dòng kìm bình thường. Mình đang thử nó là một cái cây dây có thể nói là to nhất trong cái khả năng cắt của nó rồi, nó gần tiệm cận đến khả năng cắt của cái kìm này rồi.